Những ngôi nhà cập sát bờ kênh, dưới lòng kênh là hàng trăm thứ rác thải, còn nước xuống, mùi hôi thối bốc lên từ những dòng kênh đen đậm đặc. Nhà bà Ngọc và các cư dân ở đây phải chịu sống trong ô nhiễm qua nhiều thế hệ. Nghe tin con kênh sẽ được cải tạo, người dân mừng lắm. Nhà trên 10 người, 11 người. Thì giờ chờ quý ban lên thì mời mình lên thôi, rồi mình coi giá cả đúng phải chăng thì mình đủ tiền để mình mua nhà mình di dời thôi. Thấy nhà nước làm cũng gọn chứ đâu có gì đâu. Đó. Nếu nhà nước cần thì nhân dân cũng đồng thuận chứ thôi chứ đâu có gì đâu. Dạ, cũng muốn làm cho nhanh chứ để cứ gì hoài nhiều khi ở đây nó không được thoải mái lắm. Mình ở đi lâu rồi đó nhưng mà cũng thấy bất tiện quá. Để thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, thành phố phải thu hồi diện tích đất khoảng 160.000 mét vuông chạy dọc theo địa bàn hai quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Theo kế hoạch, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm sẽ khởi công gói thầu đầu tiên tại địa bàn quận Gò Vấp. Chúng tôi cũng quyết tâm là phấn đấu là triển khai công tác đo về kỹ thuật và lập hồ sơ để trình thành phố xem xét thông qua về chính sách giá. Đối với công trình đặc Xuyên Tâm thì chúng tôi phấn đấu là sẽ cùng thành phố hoàn thành vào năm 2025. Thì như vậy thì công tác đền bù cho mặt bằng là phải phấn đấu trong năm nay hoặc muộn nhất là đầu năm tới. Phương án tái định cư cũng đã được các cấp chính quyền thành phố tính đến, trong đó có khu nhà ở quy mô hơn 850 căn hộ. Ngoài ra, thành phố có áp dụng chính sách hỗ trợ tạm cư trong thời gian người dân chờ về nơi ở mới. Đặc biệt, sẽ nghiên cứu áp dụng những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ dự án. Nơi ở mới thì có cái điều kiện là bằng hoặc tốt hơn ở nơi ở cũ. Đó thì cái quan điểm là như vậy nên tôi nghĩ là tất cả những người dân sẽ được trong cái hướng của dự án sẽ được xem xét tùy theo điều kiện và có những cái bồi thường hỗ trợ phù hợp với cái quy định của nhà nước. Sau cải tạo, lòng rạch được mở rộng từ 20 đến 30 mét, sâu 3,5 mét. Dọc hai bên bờ được xây dựng đường giao thông với hai làn xe mỗi bên, rộng 6 mét, vỉa hè rộng từ 3 mét. Theo kế hoạch thì việc cải tạo con kênh này bắt đầu từ năm 2023 cho đến năm 2028.